Xin chào các bạn, mình là Sơn Tùng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái khung mây á, bên mình gia công cho một tiệm spa ở Bến Tre. Thì cái khung mây này á, mình làm bằng gỗ tần bì, toàn bộ bằng gỗ tần bì các bạn, và sử dụng lưới mây. Lưới mây bên này mình đóng rất là căng này, các bạn thấy này, đó. Thì đây là mấy song tiện mình. Cái khung mây này á, thì thực ra là khách hàng đã tổng hợp từ rất nhiều mẫu khác nhau, và bên mình đã vẽ lại theo ý khách hàng. Tại vì cái không gian của khách hàng ở đó, cái bức vách này, cái này không phải là cửa ra vào các bạn ạ. Nó mô phỏng theo cái cửa ra vào thôi, nhưng mà thực ra cái này là một vách tường, tức là có một cái vách tường trống á, khách hàng muốn làm để trang trí thôi. Và sẽ có một cái sofa đặt ở phía trước này, sofa kiểu cũng kiểu Indochi đặt phía trước này. Thì cái vách này là mình làm theo, tức là mình vẽ lại cho khách hàng luôn, để vừa kích thước và theo ý khách hàng luôn. Tất cả những cái thiết kế này, những cái song tiện, số lượng, rồi kích thước, tỷ lệ ở đây thì mình do vẽ lại cho khách hàng hết nha các bạn. Đó, thì các bạn chỉ cần, ví dụ các bạn muốn làm thì các bạn chỉ cần gửi mẫu cho mình thôi, và cử kích thước, cái mảng tường, hoặc là mình sẽ đi khảo sát, mình sẽ tư vấn và vẽ lại cho các bạn theo tỷ lệ cho phù hợp. Đó, thì cái này là mình làm toàn bộ bằng gỗ tần bì này, và sơn màu đen để vân. Đó. Còn lưới mây này á, thì mình đóng bằng lưới mây nhựa nha các bạn. Bên mình mới tìm được một loại mây nhựa rất là đẹp, nó gọi là chi tiết rất là sắc sảo luôn á, nó có đường vân các thứ như là mây thật luôn. Thay vì các bạn sử dụng một số loại mây nhựa trên thị trường các bạn thể thấy là nó hơi khá là xấu, thì loại mây này rất là đẹp này. Đó, giá cũng không thua kém mây tự nhiên là bao nhiêu cả. Đó. Cái mây này thì có hai loại màu, một loại màu kem giống như này, một loại màu trắng. Thì đây là mình đóng cho khách hàng màu kem, nó gần giống, hơi ngà giống với mây tự nhiên hơn. Màu trắng thì nhìn nó trắng hơn cái này. Mình có một cái mẫu màu trắng thì mình sẽ giới thiệu các bạn sau ha. Còn cái này là mẫu mây ngà. Đó. Toàn bộ số lượng song tiện các thứ đây là mình đều làm này. Lọng và chạy, thấy không? Chỗ này là có gờ nổi lên này, cách điệu. Đó. Thì kích thước khung này mình không nhớ chính xác, nhưng mà đâu đó cứ 2 mét mấy thì phải. Ngang hình như là ngang 1m là 72. Ngang 1m72 bằng cái sofa. Và cao mình không nhớ chính xác, chắc cỡ 2m2, 2m3 gì đó, hay 2m cỡ đó. Đó. Rồi. Thì khung này rất chắc chắn đấy các bạn. Mặc dù là để gắn tường á, nhưng mà bên mình làm cũng rất là chắc chắn và dày dặn. Này, cái chỗ này cũng rất là dày luôn. Đó. Mình làm ở đây dày, mình làm dày 3 phân luôn. Đó, rất là dày nha các bạn. Không phải là mình làm mỏng thôi, tại vì dày nó mới có độ nổi khối và có cái chiều sâu. Còn nếu mà làm mỏng quá thì nó rất là xấu. Nếu là dày thì những cái xanh song này mình làm to này, mình tiện nó mới đẹp này. Đó, nó không bị nhỏ này. Đó. Mình làm khá chắc chắn đây, mặc dù là cái này đóng vào tường nhá, nhưng mà bên mình phía sau bên mình vẫn chạy rãnh và đóng mây đầy đủ. Chứ không phải là bắn ghim nha các bạn. Một số đơn vị thì họ tiết kiệm công á. Họ chỉ bắn ghim thôi. Để căng cái mây ra thôi thì tất nhiên là khi bạn úp vào tường thì nó không có vấn đề gì cả, nhưng mà nếu mà để vách nó chơi vơi thì nó khả năng mà bạn va đập vô thì nó sẽ bị bung ra cái mối ra thì rất là xấu. Thì đây bên mình đều chạy rãnh và đóng, mình sẽ có cái hình chạy rãnh cho các bạn coi, nhưng mà bên mình sẽ chạy rãnh toàn bộ và đóng cái mây này vô bằng cái song mây. Đó, rất là chắc chắn luôn các bạn ạ, mặc dù nó chỉ dựa vào tường thôi. Các bạn có thể thấy này, mình để dựa cái khung đây mà nó cũng khá là chắc chắn. Đây mình có cái quạt công nghiệp nó thổi lại luôn á, nhưng mà chỉ thấy rung nhẹ thôi. Bạn nào có nhu cầu làm các đồ theo phong cách như này, hoặc phong cách hiện đại cũng được, hoặc là các phong cách khác, thì tại vì bên mình là xưởng, bên mình đáp ứng mọi nhu cầu của các bạn luôn. Chỉ cần các bạn gửi ý tưởng, gửi thiết kế, gửi kích thước hoặc là gì đó thì mình sẽ tư vấn cho các bạn và có khảo sát, tư vấn, báo giá đầy đủ. Bên mình có thi công nhà ở, căn hộ, spa, nói chung là đầy đủ về nội thất, quán cà phê, showroom, shop, văn phòng nữa. Cả bên mình làm cả sảnh khách sạn, sảnh tòa nhà các thứ luôn. Đó. Thì bạn nào có nhu cầu cứ liên hệ với bên mình sẽ tư vấn báo giá cho các bạn. Một giá rất là phù hợp, giá xưởng luôn, không qua trung gian. Còn những bạn nào mà có khách hàng có nhu cầu thì giới thiệu qua bên mình, thì khi làm bên mình sẽ đều có hơi hồng gửi cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào.